Nếu có tâm ngay thẳng chân thật, biết khiêm hạ, biết vì người, lại có thể nhớ và hành trì toàn bộ các mục trong đệ tử quy, thì chúng ta đã được một chân vô thiện nam thiện nữ rồi. Lúc này mọi việc đều dễ dàng, tu học nhất định thăng tiến, chư hộ pháp hoan hỷ theo gia hộ, cuộc đời nhất định hạnh phúc, an vui vô cùng. Đây là nền móng của chúng ta, nếu xây nhà mà ào ào không xây móng kỹ lưỡng, thì nhà chúng ta sau này sẽ bị xiên vẹo và sụp đổ, cho nên phải xây móng cho thật chắc, thật kỹ vào. Trích đoạn khai thị về đệ tử quy của Thầy Tâm Tạng. Đệ tử quy là cội gốc, là nền tảng căn bản của tất cả thánh hiền, là bài học thực tiễn mà mỗi chúng ta cần phải áp dụng thành công nếu muốn tu đạo giải thoát. Việc học và thực hành theo đệ tử quy không những tự mình có được lợi ích từ việc trở thành một thiện nam thiện nữ, mà còn làm thân giáo, giúp cho con cái của chúng ta noi theo học tập. Nhiều người xem thường đệ tử quy, nghĩ rằng đệ tử quy chỉ giáo dục trẻ nhỏ, nhưng thật ra không phải như vậy. Đệ tử quy là dành cho tất cả mọi người, là nền tảng xây dựng đức hạnh, vốn lưu xuất từ tự tánh của chúng ta. Rất nhiều trẻ nhỏ học thuộc đệ tử quy nhưng không thực hành được. Tại sao vậy? Tại vì cha mẹ không chân thật học đệ tử quy, không làm thân giáo cho con cái, thì kết quả là con cái cũng không làm được. Vì vậy, người lớn chúng ta, đặc biệt những bậc cha mẹ, càng phải chân thật học đệ tử quy. Tại sao chúng ta học Phật rất nhiều năm nhưng không có thành tựu, phiền não tập khí vẫn chưa bỏ được, không thể lãnh hội hết được những giáo lý sâu màu của bậc giác ngộ? Nguyên nhân là do đức hạnh của chúng ta chưa có nền móng căn bản. Đạo không thể dùng từ để diễn tả được, không thể nhìn thấy, càng không thể nắm bắt. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy đạo qua hình tướng của đức, đó là hiếu, trung, lễ, nghĩa. Người đạt đạo chắc chắn sẽ lưu lộ ra những đức tính này. Vì vậy, phàm phu chúng ta muốn đạt đạo thì cần phải học đức, chính là căn bản của làm người, cũng chính là bắt đầu từ đệ tử quy vậy. Để hỗ trợ cho các bạn thuận tiện trong việc học tập, kênh Nhân Quả Luân Hồi xin phép được ấn tống sách Đệ Tử Quy, Phép Tắc Người Con, do Dục Tú và Tùng Nhân biên soạn, bản dịch của Vọng Tay Cư Sĩ, nhà xuất bản Hồng Đức. Để thỉnh sách Đệ Tử Quy, các bạn chỉ cần gửi thông tin người nhận về email của kênh, mỗi bạn thỉnh tối đa 3 quyển. Các bạn không phải trả phí ship, kênh sẽ miễn phí toàn bộ cho các bạn nhé. Các bạn gửi thông tin như sau: họ tên, số điện thoại và địa chỉ người nhận. Các bạn gửi thông tin về email kênh Nhân Quả Luân Hồi a@gmail.com. Kênh kính chúc các bạn sớm trở thành thiện nam thiện nữ, đạt tiêu chuẩn trong nhà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh thế giới này, mầu trừ tất cả nghiệp, phước đức chống tăng trưởng, thiên tai và dịch bệnh, thảy đều mau trừ diệt, chánh pháp được lưu thông, trụ thế thêm lâu dài, khắp tất cả chúng sanh đều phát bồ đề tâm, đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Sô ha.